tên Hoàng Văn Hiển, quê ngoài Hưng Yên. Mình vào đây bán trái cây này được 7-8 năm nay. Trước kia mình đi cái xe khác, mãi sau làm mấy năm mà mình có ý tưởng làm chiếc xe màu xanh này. Mình đi bán thì thấy đường phố nó không được sạch sẽ. Thứ hai nữa là trời thì nó nóng thì mình muốn làm cái chiếc xe màu xanh này, thứ nhất là mang cái thông điệp để bảo vệ môi trường. Thứ hai nữa là mình nhìn thấy cái màu xanh thì cái cảm giác đi nắng thì nó cũng dễ chịu, mát mẻ. Cây cái cối thì nhìn nó hấp dẫn hơn. Đầu tiên làm thì cũng lấy nó ngọ, bắt đầu lấy phần thô trước, cũng chỉ nắp cái cỏ này, xong dần dần mình mỗi ngày mình làm ít. Hôm nay nó làm không được thì mai lại bỏ ra làm tiếp, buổi chiều có thời gian nghỉ làm tiếp, nó cũng vài tháng. Cái này cái phần chính thì 7-8 triệu đấy, nhưng mà mình yêu thích, với hai là mình muốn làm cái màu xanh này để cho nó mang cái thông điệp thôi, chứ còn tính tiền thì cũng không dám làm nữa thật. Nhiều khi nó không ưng ý phát là lại bỏ ra lại làm lại. Về nhà bà xã ông kêu bữa sau ông sắm tiền ông cứ đi mua hết cái này đúng cái nọ, nhưng mà mình thích thì mình làm thôi. Bây giờ cuộc sống thì nó cũng bận rộn rồi, là mưu sinh thì nó cũng khó khăn thôi, thì mình cứ phải tìm cái niềm vui cho mình thôi. Nhiều người bảo sao nó là ông này ông làm kiểu gì đấy, nên dần dần hình thành cái xe này thì nhiều người ta cũng thích. Bán hàng này mở âm nhạc là nó cảm giác nó dễ chịu, đầu óc mình nó thoải mái. Mình mua cục về mình gắn thì có nghĩa thứ nhất là mình dùng, cái hai nữa là ai dùng thì mở mình dùng cho nó vui. Cân trái này thôi, bỏ vô đây cúng, bỏ lấy 3 cân trái này cúng rồi lấy 5 trái ra cúng 4. Thôi, 3 sáng mình đi từ 5 giờ mình đặt hàng ở dưới miền Tây, mình đem chợ Hạnh Tây này mình đi bán vòng vòng ra đây, bán đến trưa, buổi chiều về còn con cái còn làm việc nhà. Thông thường thì mình bán ở từ đường số 17 này chạy đây, xong rồi lên khu đường Phạm Bạch, Phan Ích, nói chung là quanh khu vực Gò Vấp này. Bán như thế này nó chiếm lòng lề đường, mình cũng cảm thấy bản thân mình cũng không muốn như thế. Mình đa số là đi vào những con hẻm hoặc là những cái chỗ nào nó vắng, cảm thấy đậu bán thoải mái thì mình bán. Cái chỗ nào nó hay kẹt xe mà đông người đi qua lại thì mình cũng đi luôn, chứ mình không có dừng lại bán. Nói chung là bán là nhiều người ta cũng yêu thương, người ta cũng mua ủng hộ rất là nhiều. Ngoài kia làm đồng ruộng thì nó cũng khó khăn, đó ra là mình đi vào đây làm từ năm 2010. Vào đây thì cũng đi làm hồ rồi làm thuê đủ các kiểu, xong mãi sau quay sang bán trái cây. Không anh không bán trái cây, mình đi theo bán trái cây này được 7-8 năm nay. Đất Sài Gòn này là dễ sống nhất, mình cũng thích ở đây. Thứ nhất là thời tiết, thứ hai là con người đây người ta cũng dễ chịu.